khám bệnh y học Trung Quốc là cơ sở quy mô 100% vốn đầu tư của Trung Quốc, do các bác sĩ chuyên gia nổi tiếng ở Trung Quốc trực tiếp khám chữa bệnh, được Bộ Y tế cấp giấy phép hành nghề, phòng khám đặc trị chuyên khoa tai mũi họng, sử dụng thuần Trung Y, phương châm chữa trị các loại bệnh như viêm mũi, viêm xoang, viêm mũi dày tính, viêm mũi dị ứng, biết giáp lớn, viêm amidan, viêm họng, khô họng, cảm giác vướng họng, mô hạt tăng sinh, v.v. và các chứng bệnh tai mũi họng. Địa chỉ số 87 đường Thành Thái, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, đối diện bệnh viện 115. Điện thoại tư vấn 0838680939. Phòng khám Trung Y Kỳ Tinh do Lương Y nhiều năm kinh nghiệm lâm sàng phong phú trực tiếp chẩn trị các chứng bệnh như bệnh phong thấp, viêm tai mũi họng, hen suyễn, hệ tiêu hóa, trĩ, phình tuyến giáp, bệnh gan, bướu lành, cao huyết áp, trúng phong, bại liệt, bệnh da liễu, tiểu đường và các chứng bệnh sinh lý nam nữ. Hiện nay phòng khám giảm 20% tiền thuốc cho mỗi bệnh nhân. Địa chỉ số 43 đường Kinh Dương Vương, phường 12, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại số 0822433461. Trường Trung học Vạn Hạnh tuyển sinh năm học 2009-2010. Từ lớp 6 đến lớp 12, thời gian đăng ký học hè và chính khóa từ ngày 1 tháng 6 năm 2009 tại số 781E, đường Lê Hồng Phong, Núi Dài, phường 12, quận 10. Điện thoại 3863-1568, 093-2732-386. Thông báo khai giảng khóa mới. Trường dạy lái xe Bách Khoa trân trọng thông báo khai giảng khóa mới, khóa 169. Tập trung lúc 18 giờ ngày 23 tháng 7 năm 2009 tại số 105 đường Bà Huyện Thanh Quang, phường 7, quận 3. Để tránh kẻ gian lợi dụng danh nghĩa nhà trường nhận học viên bất hợp pháp, đề nghị các học viên khi đăng ký phải yêu cầu có biên lai tài chính, ghi cụ thể giá học phí 2.710.000 đồng. Xin liên hệ số 105 đường Bà Huyện Thanh Quang, quận 3, điện thoại 3932-5554. 120/14 đường Thích Quảng Đức, quận Phú Nhuận, điện thoại 3842-3913. Thông báo hội chợ triển lãm. Hội chợ thời trang VIFF 2009 hội tụ các doanh nghiệp dệt may da dày lớn nhất cả nước. Cơ hội tham quan mua sắm hàng thời trang và thưởng thức các bộ sưu tập mới nhất của các thương hiệu thời trang hàng đầu Việt Nam. Từ ngày 8 tháng 7 đến ngày 14 tháng 7 năm 2009, tại Trung tâm Triển lãm số 446 đường Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình, Tập đoàn Dệt may Việt Nam tổ chức vào cổng tự do. Nhà thuốc số 226 Đinh Thiên Hoàng chuyên trị các bệnh về da như chàm, tổ đỉa, nấm, vẩy nến, á sừng, viêm da mặt, sẩn ngứa, rụng tóc, bạch tạng, zona. Khám và tư vấn miễn phí. Địa chỉ số 226 đường Đinh Thiên Hoàng, quận 1. Điện thoại 3820-6269.